Còn bài cuối cùng nữa thôi, trước khi đến với bài cuối cùng thì quý xin mọi người dành một tràng pháo tay dành cho ban nhạc Mr. K. Các anh em đã hát cùng rất là nhiều show. Phước ạ, Phước guitar bass. Trống là Hào ạ. Anh Cường guitar điện. Em Hiếu keyboard và Trường Ben. Anh Khải. Ở đâu vậy? Ban nhạc đã chơi quyền rất là nhiều. Bây giờ một tràng pháo tay dành cho âm thanh ánh sáng quay lửa hôm nay cũng đã giúp chúng ta có những